Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm của tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị và người dân, 5 năm qua, đề án số 18 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí đã được thực hiện một cách đồng bộ, tạo nên những chuyển biến rõ nét, kịp thời, ngăn chặn, làm hạn chế xảy ra những hành vi tham nhũng lãng phí, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức, nhà nước, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Kết quả nổi bật về phòng chống tham nhũng lãng phí trong một số ngành địa phương là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Phòng chống tham nhũng lãng phí số tháng 7 này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đổi mới lề lối tác phong làm việc, dân chủ công khai minh bạch trong các công việc, nhất là việc liên quan đến tài chính, đến tài sản của dân. Đó là những thay đổi rõ nét tại các cơ quan công quyền của huyện Bát Sát. Tại công an huyện, những cuộc giao ban triển khai nhiệm vụ hay đánh giá kết quả, dù ở quy mô nào cũng ghi nhận sự dân chủ thẳng thắn, cởi mở, phát huy tinh thần trách nhiệm cao của cả tập thể. Mọi thông tin thuộc về những vấn đề chung đều được rõ ràng minh bạch, tạo nên sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đơn vị. Ngay sau khi đề án số 18 được tỉnh ủy ban hành và triển khai, Đảng ủy Công an huyện Bát Sát đã họp phân công xây dựng kế hoạch cho từng năm để tổ chức thực hiện. Mỗi cán bộ đảng viên công an huyện cũng xây dựng cho mình kế hoạch nhiệm vụ cụ thể trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nghị quyết 04 khóa 12 của Đảng. Với quyết tâm không để tham nhũng lãng phí và suy thoái tồn tại trong cơ quan, Đảng bộ cũng luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người đứng đầu các bộ phận. Công an huyện đã đề ra 6 cái nhiệm vụ trọng tâm mà đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Thứ nhất đó là việc phổ biến tuyên truyền pháp luật, rồi giáo dục đối với cái việc mà phòng chống tham nhũng, lãng phí, rồi các biểu hiện suy thoái trong cán bộ đảng viên thì đã được Đảng ủy Công an huyện thường xuyên phổ biến cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thông qua các cái buổi giao ban, thông qua các cái buổi sinh hoạt chính trị và rất chủ động trong cái việc mà thu thập tài liệu cũng như là in ấn cấp phát cho các chi bộ. Trong đó có đề ra các cái nhiệm vụ trọng tâm để cho bí thư các chi bộ có thể triển khai tới toàn thể cán bộ đảng viên thuộc chi đảng bộ của mình. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao, Công an huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tham mưu cho huyện về việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của huyện, nhất là với thanh tra huyện để tích cực điều tra xử lý các vụ việc nảy sinh. Chúng tôi chú trọng vào thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng và thanh tra các lĩnh vực văn hóa, kinh tế xã hội. Hàng năm thì chúng tôi đưa vào kế hoạch thanh tra những cái lĩnh vực mà nó được coi là có nguy cơ tham nhũng cao như xây dựng cơ bản, đất đai hay là sử dụng ngân sách công. Trong nhiệm kỳ vừa rồi 5 năm thì qua chúng tôi đã thực hiện 21 cuộc thanh tra, với qua công tác thanh tra thì cũng đã phát hiện hơn 10 đơn vị có cái sai phạm và thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng, với lại xử lý hơn chục cán bộ, trong đó có cả những người đứng đầu cấp xã và các cơ quan đơn vị của ngành của huyện. Còn tại thanh tra tỉnh, điều dễ dàng nhận thấy đó là tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc, quyết tâm cao, chí công vô tư. Nhiều vụ việc có tính chất phức tạp liên quan đến người có chức có quyền, trước đây thường nể nang, né tránh, thì giờ đây thanh tra tỉnh đưa ra mục tiêu quyết tâm làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng thẩm quyền. Đặc biệt, ngay sau khi tỉnh ủy ban hành đề án 18 về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai một cách đồng bộ trong toàn ngành. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho toàn thể đảng viên, cán bộ chức trong ngành thanh tra thực hiện về chỉ thị 52 và các văn bản như luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nghị định số 59 của chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về phòng chống tham nhũng. Cái thứ hai là chúng tôi đã tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan thanh tra trong việc lãnh đạo chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng để phòng chống cái tham nhũng rồi các hành vi tiêu cực trong các hoạt động thanh tra, thì chúng tôi cũng đã thành lập các
đoàn thanh tra thì chúng tôi cũng phải chọn người có năng lực, trình độ. Thứ hai là tăng cường giám sát đoàn thanh tra và thường xuyên có báo cáo đối với người ra quyết định thanh tra để kiểm soát các thành viên trong đoàn thanh tra. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, trong 5 năm qua, Thanh tra tỉnh đã tập trung thực hiện các cuộc thanh tra vào những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm như các chương trình dự án, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, lĩnh vực thuế. Từ năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thanh tra tỉnh đã triển khai 194 cuộc, đã ban hành kết luận 187 cuộc, 7 cuộc mới triển khai đang tiến hành thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện thu hồi 370.618 m2 đất, sai phạm 178 tỷ 221 triệu đồng. Thông qua thanh tra đã chỉ ra được những tồn tại ở các đơn vị được thanh tra kiến nghị thu hồi các khoản tiền sai phạm nộp về ngân sách nhà nước và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân có sai phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực thì tính chủ động trong việc tổ chức một số cuộc thanh tra nhằm phát hiện các hành vi vi phạm về tham nhũng, nhất là đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh nguy cơ tham nhũng, tiêu cực chưa cao. Việc tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên tại cơ quan còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu về phòng chống tham nhũng lãng phí. Anh Nhất. Thì trong quá trình thanh tra thì chúng tôi gặp một số khó khăn, đặc biệt là thanh tra về công tác phòng chống tham nhũng. Báo cáo đồng chí là ví dụ như về cái kê khai minh bạch tài sản thì từ trước đến nay, từ năm 2023 đến nay thì chúng tôi thực hiện theo cái nghị định số 78 ngày 17 tháng 7 năm 2013 và thông tư số 08 ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ. Thế thì trong các cái nghị định và thông tư này thì cũng chưa quy định rõ về cái kê khai minh bạch tài sản để xác minh tận gốc đến cái nguồn gốc mà có khả năng là có dấu hiệu tham nhũng trong quá trình thanh tra kiểm tra. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song với sự phát triển của xã hội thì công tác ngăn ngừa tham nhũng lãng phí ngày càng quan trọng. Các ngành, các cấp cũng đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Thì quay về huyện cũng đề ra cũng đẩy mạnh hơn nữa về cái công tác quản lý cũng như là quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ. Đặc biệt như một số lĩnh vực chúng ta phải được quản lý tốt, làm sao ví dụ như lĩnh vực quản lý về đất đai cũng phải tốt hơn. Đấy, tăng cường trong lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ đảng viên. Ví dụ đến thời điểm hiện nay là ngay sau đại hội thì ban thường vụ cũng như là đảng bộ huyện đã mở rất nhiều các lớp tập huấn cho tất cả cán bộ cấp ủy các cấp về học tập các chỉ thị nghị quyết của đảng. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ủy ban dân tỉnh thực hiện một số chỉ đạo thực hiện một số cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền, các cơ quan tổ chức đơn vị trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, cũng như tuyên truyền các văn bản như luật phòng chống tham nhũng, nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Cái thứ hai nữa là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả với nhiều phương pháp, với hình thức khác nhau các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng. Cùng với các giải pháp cụ thể, các ngành chuyên môn và các địa phương cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, cơ quan dân cử, chính quyền các cấp và nhân dân về phòng chống tham nhũng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng lãng phí được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý và công khai kết quả xử lý vi phạm cán bộ, đảng viên. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Chuyên mục phòng chống tham nhũng lãng phí kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.